Hiếu Minh Audio xin kính chào tất cả các bác và tất cả các anh chị em yêu âm thanh trên mọi miền Tổ quốc. Thì hôm nay bên em lại tiếp tục về hàng đối với dòng pin sạc cho mic không dây các bác nhé. Thì như các bác biết thì về dòng pin Daily Power thì gọi viết tắt gọi DLP ấy. Này thì bên Hiếu Minh đã phân phối được cả năm nay rồi. Về chất lượng con này thì nhà được đã khẳng định bởi thời gian qua, một năm nay bên Hiếu Minh phân bán cho rất nhiều, một ngày nào nhé phải tầm 5-6 đơn pin này. Thì hôm nay hàng về rất nhiều thì em lại tiếp tục review lại cho các bác một chút và báo ra mục đích hàng về để các bác biết được video và ủng hộ em. Thì như các bác biết đây là dòng pin sản xuất tại Trung Quốc các bác nhá. Pin sản xuất tại Trung Quốc là pin 2A. 2A Daily Power. Pin này thì như các bác biết xem là cái độ nghe pin này thì dùng nếu mà các bác hát mic không dây thì sẽ dung lượng hát rất là lâu, từ tối đa từ 5 đến 6 tiếng bác nhá. Hoặc là những cái pin cái mic nào mình muốn pin thì cũng phải hát được 3 đến 4 tiếng. Đấy, tùy các dòng mic khác nhau. Còn mic tốt thì có thể hát được tầm 5 đến 6 tiếng. Thì các bác biết được dòng pin này pin với dung lượng rất là cao là 3.300 mAh. Nghĩa là dòng dung lượng pin cao nhất bây giờ đến thời điểm hiện tại bây giờ nhá. Không còn dung lượng cao hơn được nữa. Thì đi kèm với nó thì nhà em về thì gồm có bộ đốc sạc 8 cổng và 4 cổng. Thì với đôi sạc này là sạc có thể sạc được cho dòng pin 2A hoặc 3A đấy, Daily Power. Đây là một thương hiệu pin sản xuất tại Trung Quốc và rất được ưa chuộng vì em đã sang bên Trung Quốc rồi, thì ở các phòng hát thì hầu như họ cũng sử dụng pin này rất nhiều, nên là rất được khẳng định bên thị trường Việt Nam và bên thị trường Trung Quốc vì em đã đi sang bên đấy và đã gặp rồi. Phòng hát thì cũng họ sử dụng pin này rất nhiều. Đấy, như các bác đã biết về dùng, các bác đã mua bên Hiếu Minh thì có biết pin này dùng rất là bền. Đấy. Thì đây là dòng pin sạc thì thứ nhất độ tuổi thọ pin là rất là tốt này, rất là tốt. Thì với giá thì lại bên Hiếu Minh hàng về nhiều thì em đưa ra giá cũng khá là phải phải chăng cho các bác. Như các bác nào mua những cái bộ pin gồm 4 pin này với lốc sạc, nhà 4 pin này thì em bán 60.000 quả, thì các bác mua 4 pin cộng với đốc sạc 4 cổng này thì giá là sẽ là 208 bao ship bác nhá. 208 bao ship. Thì những bác nào đến cửa hàng em số 451 Quang Trung Hà Đông Hà Nội thì em sẽ để cho giá là 250 bác ạ. Vì đỡ được tiền ship 30.000 ship thì em sẽ đỡ cho được 250 bác ạ. Còn đối với bác nào mua 8 pin thì em sẽ tặng cho đốc sạc và là 408 bác ạ. Giá 408. Thì bác nào mua 8 pin sẽ tặng cho đốc sạc nhá. Giá em tri ân. Vì hàng về nhiều lắm bác ạ, hàng về nhiều em tiếp tục bán với giá khá là mềm cho các bác, vì các bác biết là khi trong thời gian mình hát karaoke thì nhiều khi là bác dùng loại pin thường, nhiều khi hát chỉ tầm 1 tiếng thôi là lại phải đi mua pin rồi, còn cái dòng pin thường chỉ hát 1 tiếng 2 tiếng là rồi phải đi mua pin rồi, thì rất nhanh hết và dùng một lần. Thì đối với dòng pin sạc thì giải quyết đúng là các bác là hát giết thời gian rất là lâu và cái tuổi thọ pin là tốt. Và cái đặc điểm nữa là cái đốc sạc này là đốc sạc tự ngắt bác nhá. Đốc sạc tự ngắt bác nhá. Nên là các bác sạc pin là các bác cứ cắm vô tư luôn. Đấy. Không khác với các đốc sạc khác là đốc sạc không báo tự ngắt, nên là nhiều khi các bác chỉ căn giờ là để ý thời gian để bác có thể bỏ pin ra không sợ phồng. Nhưng đối với dòng đốc sạc này là dòng đốc sạc tự ngắt, nên là các bác yên tâm là sử dụng. Đấy. Thì giá thì em đã cũng báo trên video rồi. Thì các bác có nhu cầu có thể liên hệ trực tiếp em qua số điện thoại là 0919182233 2233 hoặc số Viettel là 0168 984 0238 để em gửi tư vấn ship code CD cho các bác nhé. Hoặc các bác có thể đến tận cửa hàng em số 451 Quang Trung Hà Đông Hà Nội để các bạn nhân viên tư vấn và bán hàng. Thì các bác đến cửa hàng thì đối với dòng 8 viên này, các bác đến cửa hàng thì em sẽ để cho là 450 bác nhé, cũng đỡ được tiền ship, đỡ 30.000 tiền ship thì em để cho bác 450. Đấy. Thì bác có thể với một quả pin này có thể thay thế cho rất nhiều ở đây hàng trăm quả, hàng trăm quả pin bình thường nếu bác sử dụng một lần, vì pin này rất tốt, về khẳng định luôn. Bác nhìn vì pin tốt của nó thì bác nhìn này, cái độ sắc led pin này, không có một cái gọi sợ bong chóc nào bác nhé. Nếu bác mình mua pin bình thường là nhiều khi các cái vết ở đây là nó bị phồng, nó rộp lên, chưa dùng nó đã hơi phồng phồng lên rồi, nó gần bong rồi. Còn pin tốt thì nó sẽ cứng cáp và nhỏ nhưng cầm rất là nặng và đầm tay, vì người ta làm rất là
là đây là cái chất liệu người ta làm, cái tuổi thọ pin họ làm rất là tốt. Đây rất là sắc nét bác nhá, sắc nét cứng cáp nên là cái tuổi thọ pin rất là tốt bác nhá. Thì đấy, các bác có nhu cầu có thể liên hệ trực tiếp em nhé, hôm nay hàng về rất nhiều. Và em xin phép dừng video ở đây và cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm video, và hẹn tất cả các bác ở những video tiếp theo. Xin thân ái chào tạm biệt các bác ạ.